Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình quay một vài cái sản phẩm cho chị khách hàng mình ở Sài Gòn. Chị làm nhẫn cho con gái. Chị cần một cái nhẫn mà nó hình vuông và gần gần vuông. Thì mình sử dụng hai loại đá quý, đó là Sapphire và Garnet nhé. Đây này mình có em gái ở đây luôn. Mình sẽ trên tay luôn cái viên đá này để xem kích thước như nào nhé. Tại vì thực ra những cái loại đá này, loại và tròn và vuông là những cái loại mà người ta ít cắt lắm. Thường đa phần là hình chữ nhật và hình ô vàng. Ok, là tôi mình quay nhanh một số cái hình ảnh nhá. Đây là viên chữ nhật. Viên này là màu xanh lá mạ, non. Cũng chả phải lá mạ non, những cái màu gì mình cũng không hình dung được nó là màu gì đâu. Mình cứ quay cho anh chị thôi. Thì cái viên này là màu nhạt, còn viên màu đậm nữa. Đây. Màu này thì chúng ta sẽ thấy nó rất là sáng như sapphire luôn. Nhưng không phải là sapphire nhé. Đây là garnet anh chị nhé. Một cặp luôn, viên này thì hai viên này màu nó khác nhau, một cái dải đới khác nhau này, một cái màu tươi non, một cái màu tươi mịn. Thế còn bên cạnh đó đây là viên sapphire, viên này thì gần vuông, đây là xanh hero sáng. Thì ba cái viên đá này đều phù hợp với kích thước. Thì bây giờ mình sẽ đưa lên một tay bạn nữ nhé, để mình kiểm tra cho anh chị nhé. Xin gái anh mượn tay thế nào. Đây, để ở đây. Đây là một tay nữ này. Thì cái viên đá này nó sẽ nằm trên nhẫn như này anh chị này. Ví dụ nhá, đây là cái viên đá đầu tiên nhá. Em anh để mượn để trên đây nhá. Anh cầm tay nhá. Đây là một viên này. Viên thứ hai này. Để so kích thước thì mình sẽ cho em ấy đeo thử hai cái nhẫn này vào nhá. Đây, để hai cái nhẫn nữ này. Chúng ta hay dùng này, đây là một viên viên này là viên Cipinel nhé. Một em này, hai em, một em hồng, một em đỏ này. Thế thì mình sẽ để cạnh ở đây, anh chị nhìn nhé. Thì cái viên đá này, đây là cái sản phẩm mà hay làm nhẫn nữ, khoảng hơn 1 carat. Đây là cái sản phẩm viên xanh này, nó sẽ to hơn, gần như là gấp đôi. Thế với cái viên xanh nhỏ thì sao ạ? Với viên xanh nhỏ thì màu nó sẽ nhạt hơn. Tuy nhiên về kích thước ấy, thì nó cũng sẽ to hơn cái viên mà mình hay làm đá chủ cho phụ nữ. Đây. Thì tùy cho nhu cầu mọi người nhé. Cái viên đá này, này cũng khá là hợp lý này. Thế còn viên xanh thì sao? Viên xanh thì cũng thế luôn. Tại vì là trên thiết kế chúng ta có thể có thêm một cái loại nhẫn nữa, là cái viền kim cương ấy nó sẽ phủ bên ngoài cái nhẫn đá chủ này. Thì chúng ta sẽ có thể cho cái kích thước nó sẽ to hơn nhé. Ví dụ đây là một ví dụ này. Anh chị đợi tôi một lát. Thì đây nhá, đây là cái một số cái nhẫn khác mà mình có giới thiệu với anh chị. Thì ở đây chúng ta có thêm một cái thông tin nữa để mình sẽ lấy cho chị xem nha. Mình sẽ lấy một cái vỏ nhẫn ngoài nhé, để mình cho anh chị quay chị nhé. Này, ví dụ này, với cái viên đá như này ấy, thì nó sẽ như sau. Đấy, kích thước nó sẽ khác này, anh chị nhìn này. Đấy. Thì nó sẽ cũng khá là phù hợp với những cái nhẫn mà chúng ta đang làm nhé. Chúng ta còn một cái vỏ bên ngoài là kim cương nữa cơ. Với cái viên đá xanh này thì nó còn to, thậm chí còn to hơn này anh chị này. Đây, chúng ta có thể luồn được cái vỏ bên kim bên ngoài vào thì nó còn to nữa anh chị nhé. Đấy, như tay của mình thì nó to hơn, thì các chị nhìn thấy khó, như tay em gái này là tay tiêu chuẩn, tay chưa cầm tay bạn trai bao giờ nên là tiêu chuẩn đó. Ok chưa? Thế còn lấy viên sapphire nhé. Đây, ví dụ chúng ta sẽ làm một cái nhân của một cái nhẫn này chẳng hạn thế. Đấy. Thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm nó tương tự như vậy. Hoặc đây, một cái viên sapphire ruby nhỏ ở đây. Ok nhá. Thì mình quay cái này lên để cho chị lựa chọn. Thế còn từ giờ ăn tối thì mình sẽ có thêm một vài sản phẩm nữa. Mình sẽ quay lên cho chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Xin chào và tạm biệt.